Ok, hôm nay mình sẽ tới căn nhà của thăm nhà Jackie. Đây là nhà của Jackie nha, cái bàn im lặng. Mình sẽ mở cửa. Mày làm cái gì đó? It was at this moment that Nathan knew he fucked Mày làm cái gì đó? Tao đã bắt quả tang rồi. Ok, xin chào mọi người, thì mình là Zaki đây. Hôm nay á, là mình sẽ không up video về game. Hôm nay là mình sẽ theo yêu cầu mọi người á, là nhiều người muốn yêu cầu mình làm những video về vlog chẳng hạn, nhật ký thường ngày của bạn. Bạn làm gì? Mình chưa giờ là mình làm về cái quá trình nhật ký mỗi ngày của mình, thì hôm nay là mình sẽ làm thử cho bạn xem một ngày Zaki làm cái gì, Zaki ở đâu, Zaki đi đâu không ai biết. Thì xin mời các bạn xem nha. Cái gì vậy? Thì tao đang quay máy. Quay cái gì? Tại không nói sớm. Tại đột nhập nhà tao. Trời đất ơi, nãy có quay vô quần xì không? Tao không có quay quần xì, mày làm quay gì không? Ừ. Một công người ta nhìn vô đây nữa tao thèm. Kệ. Thôi giờ đi chơi phải không? Ừ. Đi. Đi chơi. Đi chơi. Ê. Rồi. Đi. Tự xuống với tao. Đây là thiện một lần. Đi xuống với tao. Đúng rồi bạn. Đây. Hello. Đây. Để mang này vô đã. Dạ, xong rồi. Đây, hôm nay Jackie sẽ từ bỏ Minecraft, từ bỏ YouTube để khám phá thế giới mới. Jackie sinh tồn. Rồi, các bạn. Đây. Sinh tồn. Lên đường. Hôm nay okay. Thì mình đi chung với lại thằng đang cầm máy quay là thằng Phi, chủ server 3F. Thì mình đi chơi thêm mấy thằng này nữa. Đi thằng. Đây, thằng gì không phát nữa chi. Ừ. Đây là Thiện. Dạ. Vô, đi. Đi nào. Đi. Bây giờ chúng ta sẽ lên đường đi Gò Vấp để đi ăn lẩu Kimochi. Kimochi. Lẩu Kimochi. Đây. Ăn đầy đủ đồ chưa? Rồi, đúng rồi. Rồi đi. Mai lâu khác. Xuống được tiếp. Xuống đi găng một thành gọi là retard cái thế giới. Retard. Phát phát xít phát xít. Cái đó là một con skeleton đó, thì nhà có nhà đã ăn từ lâu rồi. Thì luôn tại xương coi. Xương không. Đây. Bên trái bẻo. Không ngủ à. Xin chào. Đồng chí. Nguyễn Văn Phát. Đặng Đặng Thanh Phát con. Đứng dậy. Đứng đây. Rồi, đồ chưa? Thay đồ đi. Đi chơi, giờ đi chơi nè. Bây giờ luôn. Thay đồ. Đi, nhanh lên. Mẹ anh kêu á, nhanh lên. Đi. Lên. Nè. Hay đi. Sự sống của mày là một cái gì mà mày nói là ở ngoài này vậy phải. Đây là khu cưng riêng của Jackie. Xếp xếp đồ. Nhanh đi. Rồi đóng cửa lại cho nó thay đồ. Sleep cửa lại. Mặc cái này đi. Tao vô kia. Tao đằng sau. Đi vô đường này nè. Vô này nè. Vô đường này. Thấy không? Trước là đi đường này. Kệ đi. Được không ta? Có quay chưa? Rồi. Ơ quay thăm nói tao, tao chưa chỉnh lại. Đây là xin giới thiệu các bạn, đây là nhà của Jackie. Nhà Jackie bự vãi luôn. Nhà trăm tỷ. Ở đây đi chơi các bạn. Nhà của Jackie nha. Quay trước mặt tao rồi. Đây. Đây, 9360 đồ vậy. Quay. Gió bay quá. Vô đi chứ. Vô đây, vô trước đi. Đây là nhà mình.
Dạ, dạ. Gà rán Kentucky này nhà mình. Hôm nay đi làm nướng chi chi kìa. Họ là bốn người. Sẽ mua nước. Còn bộ phận này này 4 người. Dạ, sẽ mua nước. Này 4 người nè. Mở nước nhỏ rồi. Còn đổi nước to. Cái combo này đổi nước to được không nhỉ? Nước gì? Combo đổi nước to được không? Để có một xài nước. Có một xài nước hả? Không có xài nước. Mua combo này đi, hai hộp thôi. Đây có combo này. Chi hiếu tiền. À, nãy mình
Cảm giác của anh khi ăn kia chi thiếu tiền như thế nào? Cái mình đi ăn lẩu á thì không đem ăn tiền thay ăn phi nữa, tưởng đâu nó mang 20 triệu. Giàu lắm thì ra thằng ăn xin thôi. Tại chú mang có 500 đủ hả hai thằng thôi. Với đi về về nhà là xin thêm tiền để khi đang cái phim gì? Minion đúng không? Đây là phim Minion. Đó, còn cái hàng C luôn. Đây là bắp với nước. Ôi, cả đám luôn cũng được á. Xoài nát. Đây là gạch, gạch đổ á. Lạnh quá. Gạch lạnh quá nên là á. Đổ áo của ai hả? Cung Hiện. Thôi là cảm động. Anh em hình ảnh rồi, anh em chia sẻ nhau cái áo khoác. Mốt Gia Kỳ sẽ tổ chức rồi má offline 1000 bạn ở trong đây. Mình chuẩn bị vô rạp phim. Vô rồi, giờ đang đứng ở chỗ đó. Chúng ta sắp vô rồi. Giờ mình sẽ vô rạp phim. Rạp gì? Rạp 6. Chẳng tới nữa. Đây là hú cưng của Gia Kỳ. Đây là hai con hú cưng của Gia Kỳ. Con này già hơn. Hú cưng. Mình phan hú cưng thôi nè. Giờ rạp 6. Đúng mới rạp 7 rạp 6. À cái này kìa. Đây rạp 6 tới rồi nha. Đây là rạp phim Lotte 3F. Lotte 3F của chúng ta. Đúng. Mà quay gì? Rồi vô rạp phim rồi mình phải tắt quay không thì bị chửi.